Có phải là các bạn mới vào nghề là thường hay gặp khó khăn với vẽ chân mày đúng không ạ? Thì hôm nay Quy Thảo sẽ chia sẻ cho các bạn những cái mẹo vẽ chân mày áp dụng theo từng khuôn mặt và những cái tỷ lệ này sao cho nhanh và phù hợp với mọi người khách hàng của mình. Đối với cái chân mày này á, mình đã người ta đã quá tỉa gọn gàng dưới rồi, thì cái phần đầu tiên mình chỉ bắt đầu mình vẽ, thì đầu tiên mình cũng vẽ từ cái phần eo này đi xuống, qua cái phần bụng này đi xuống ha. Mình vẽ một đường từ cái phần này đi qua đây. Và mình khi mà mình vẽ, tại sao mình không lấy cây bút chì thường mình vẽ trên đây mà mình phải dùng cái cây chì vẽ lông mày vẽ ở đây, để làm chi? Để mình tập làm quen với cái độ chì này ở trên da luôn. Tại độ chì, cái bút chì nó khác và độ chì này nó khác ha. Độ chì này ở trên da các bạn sẽ là kéo nó nhẹ nhẹ thôi, chứ không được đè nhiều quá. Đè nhiều quá nó sẽ tè cái nét, nên bởi vì là mình dùng cái bút chì này mà mình tập vẽ ở trên cái này luôn, chứ mình không dùng những cái chì thông thường mình vẽ. Thì mình bắt nè, từ đây qua đây, và cái phần đầu mình chỉ lướt nhẹ ra thôi, nhớ là phần đầu chỉ lướt nhẹ ra thôi ha. Rồi cái phần tiếp theo thì mình sẽ bắt từ ở phần đuôi nè, mình kéo qua bên đỉnh mình xuống dưới đây và mình thả nhẹ ra phần đầu. Đây, cái phần này thì mình cho các bạn thấy là cái độ mình ăn gian, như chỉ ăn gian lên một tí vậy thôi, so với cái chân mày của người ta mình chỉ ăn gian lên một tí thôi đối với cái chân mày này. Đây mình đã hoàn thiện một bên nè, mình đã tạo ra một cái dáng một bên cho khách hàng, một bên này mình chưa tạo nè. Thì cái đối với cái chân mày nhỏ này mình chỉ ăn gian lên một tí xíu này thôi ha, rồi đừng bắt mình vẽ ở đây. Thì bắt đầu tương tự mình sẽ vẽ cái phần còn lại. Thì vẽ cái phần còn lại các bạn có thể là đo lấy cái tỷ lệ, các bạn muốn chính xác thì các bạn cứ đo lấy cái tỷ lệ cho nó chính xác ha. Đầu tiên là mình lấy cái tỷ lệ nè, phần từ đây nè cho đến đỉnh